Đừng có tới đây mang cái đây nha. Thank you.
Gần tới đây mang cái đây nha. Cái gớm lắm. Tham gia siêu tài không? Láo chuột không? Vậy cho nó có hấp dẫn không chỗ đấy chứ? Rồi cả nhà, muốn cá lấy ra tiền. Một ớt rồi. Rồi. 300 muối. À, cái chu như là cá hố các bạn. Mời cả nhà. Ngon đó. Cá tư cá biển rất tư các bạn, cá chủ còn to.
huống được to lắm nhưng mà rất tươi các bạn. Chưa ăn không? Tầm như đọc có hai lá thành viên nên mà anh cháu là muốn làm món rồi cho nó đẹp đẹp ngon ngon mà mình có tài chính các bạn à. Như là mình làm món ngon ngon đẹp đẹp thì dĩ nhiên chất lượng dinh dưỡng nó phải cao hơn bao đám sức khỏe. Đúng rồi, anh em làm chưa có điều kiện chủ yếu là giờ chủ yếu là chống đói các bạn, chống đói đều có sức khỏe đều xong lượng núi. Còn núi mình mà đánh bắt ăn cũng chưa có được, muốn bắt được con cá thì phải tối thiểu nhất phải có tiền lưới, còn câu cái cần câu cái lớn nó rất cá rồi cá béo rồi con con cái em phải có cái muối được chút thấy nó mềm mềm do cá biển cá biển nó nằm dưới muối nó mặn cẳng cá nước ngọt đâu có muối cá biển chắc nó nằm trong nước biển mặn nó mặn cẳng mình nói vui giờ giờ mình nói biết mà chắc cũng có thở gì không rồi ở muối nước bụng phải mình mặn nha nhưng ta còn mặn tư ngọt bóc ăn hốt cho nó ngon ăn rừng nó hợp ăn rừng với lại nó ra ăn rừng là ăn đũa ăn chén à ăn thăng gì cho nó lai lai người một chút ăn sáng luôn trời bọn này ít ngắn không có mưa mà
Chú ăn con toàn lá cá, mình cũng lá cá siêu lạnh, nó không nhớ, nó không no không? Không, được. Ông nói bữa hôm video đó kia em mình ăn thịt ghim mà ăn hai ông xấu lạng cháu giấu rồi. Giờ nó ớn rồi. Nhưng mà ra mua thịt mà ăn gì nấu nữa mà sang giá sao cứ ăn thịt miết. Dạ. Cái xấu có tốt gì cũng thay món nó không gì mà không nhiều lắm sáng giá mình tên thì vô kia nó cũng thay đổi bao khủng khiếp chút. Ăn rừng 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 núi vô rừng rừng núi nó yên tĩnh. Cá đây là muốn gì luôn nha. Đúng rồi. Cái em coi muốn như nãy ngọt hơn cá nãy. Tìm tìm à? Tìm cá như vậy. Thấy con bé gà nó làm cơm hai chục suất ăn khoảng 20.000 suất ăn hai là những con tàu ồn cũng tốt thương cái nó gái tàu ồn. Thank you.
Ăn bò hang uống à, ăn ăn lông ở lỗ lông lỗ một đuôi luôn đúng không? Cái này ăn hết là thì cứ được bảo nó cái cà tím ăn nó có không khí đâu bố thí cho tím ăn mình cái dùng dùng qua này cháu ạ chứ nó vậy nó ăn được bụng cho nên phải quen lứa là uống tiếp quen nào đắp ăn thừa quen nào đắp thiếu nó ăn được bụng nó không có mang tậu nhau mà sợ nó có thuốc nó phải... ăn mà không dám đổ hộp cơm mà đố cơm mà nó mang tậu thì chết à sai đố xuống hộp cơm á là kiến nó à lên nó no cũng được vài chục con á hộp cơm mà dài no được vài chục con kiến á gọi là bố thí chứ không phải bị sinh tậu đâu sinh tậu là mình đố quá nhiều mà cửa cá côn trùng hoặc là nó ăn hết á nó thành thành ra chỗ mình khuyết khuyết phạm của cái vật chất lúc đó mới bị mang tội nước ở nước này cứ lúa dập tắt đuôi đuôi hết rồi mới dập thank you.